Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã tin tưởng và sử dụng website tải nhanh vn.com để tải game. Ở clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt cái tựa game có tên là Chucho. Đây là một tựa game phiêu lưu giải đấu khá là hot trong thời gian vừa qua. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở trình duyệt web lên cho mình. Các bạn mở trình duyệt lên, các bạn gõ cho mình là tải nhanh vn.com. Các bạn truy cập vào website tải nhanh vn.com nhé. Thì sau khi vào website rồi, các bạn sẽ thấy một cái dòng có tên là bạn muốn tải gì đây này. Đấy, nó hỏi bạn muốn tải gì. Thì các bạn kích chuột vào đấy và gõ tên game cho mình. Các bạn gõ là Chuchl nhá. Sau đó các bạn ấn vào chữ download cho mình. Lúc này nó sẽ tự động tìm đến cái bài viết có tên là Chucho đây này. Đấy. Bây giờ các bạn hãy vào bài viết này để có thể lấy được cái link tải nhá. Các bạn hãy vào cái bài viết này để có thể lấy được cái link tải. Ok. Thì trước khi tải, mình lưu ý cho các bạn một điều, đó chính là các bạn sẽ phải đọc và tuân thủ tất cả những cái yêu cầu trong mục support cho mình nhá. Bạn nào mà chưa đọc thì phải đọc tất cả những cái yêu cầu trong mục support cho mình và làm theo nhá. Nó sẽ giúp các bạn hạn chế được tầm 80, 90 và thậm chí là 100% tất cả các lỗi trong cái quá trình cài đặt tải game cũng như là chơi game nhé. Ok, tiếp theo thì mình sẽ cho các bạn xem cái video giới thiệu về game này. Đây, để xem các bạn có ưng không, các bạn xem video game này có hay không, các bạn hãy tải nhé. Đó. Đấy. Chúng ta sẽ sử dụng những câu đố và chơi những cái màn chơi trong con game này để có thể chiến thắng, vượt qua những cái màn chơi nhé. Đấy, nó có những cái màn chơi khác nhau này này. Đấy, đây là một cái màn chơi khác. Và đây lại là một cái màn chơi khác đấy. Chúng ta sẽ phải sử dụng những cái kỹ năng tư duy để chúng ta có thể giải đố được những cái câu đố trong này. Ok, đấy là gameplay các bạn nhé. Thì các bạn thấy ưng rồi thì chúng ta sẽ đến cái phần là xem cấu hình. Thì đây, cấu hình của con game này là nó yêu cầu win 7, win 8, win 10. Tức là những cái bạn dùng win XP là có thể là sẽ không chơi được đâu. Chắc chắn là sẽ không chơi được đâu. Và cái RAM của nó đòi hỏi là RAM 1GB trở lên nhá. Cặp màn hình thì Intel HD 4000. Mình nghĩ là bây giờ thì máy bạn nào cũng chơi được thôi. Thì bạn nào mà không dành về cấu hình ý, mà cũng không biết xem cấu hình ý, thì các bạn có thể xem cái phần này này, kiểm tra cấu hình chơi game này này, ở cái mục hỗ trợ cột bên phải nhá. Nó sẽ có một cái phần mềm mà kiểm tra giúp bạn. Và tiếp theo thì cái link tải mình để là link ép xe. Thì link ép xe nó hay bị giới hạn tốc độ. Thì các bạn có thể ấn vào cái bài viết có tên là tăng tốc độ download link FC này. Tăng tốc độ download link FC đấy. Thì nó sẽ giúp các bạn tải cái link FC mà không bị giới hạn tốc độ nhá. Thì sau khi tải về rồi, nó sẽ có một cái file như này. Đấy, nó sẽ có một cái file có tên là tải nhanh vn.com chucho đây này. Đấy. Các bạn kích chuột phải vào chọn extract here để giấy này nó ra nhá. Các bạn kích chuột phải vào chọn extract here để giấy này nó ra. Thì các bạn phải có WinRAR thì mới giải nén được. Thì WinRAR là gì? Các bạn xem trong mục support cho mình nhá. Thì sau khi giải nén nó ra xong, nó sẽ có một cái folder như này. Nó sẽ có một cái folder tải nhanh vn.com chucho đây này. Đấy, các bạn mở lên cho mình. Trong này nó sẽ có một cái file có tên là setup chucho 1.0.0 này này. Đấy. Các bạn mở cái file setup chucho 1.0.0 này cho mình. Open lên. Đấy. Ở đây các bạn được chọn ngôn ngữ tùy các bạn thôi. Ở đây mình sẽ để tiếng Anh nhá. Tiếp theo là các bạn có thể ấn open. Mặc định của nó cài game vào ổ C, GOG game và thư mục chucho. Tuy nhiên thì các bạn muốn cài sang ổ khác thì các bạn ấn vào open cho mình. Đấy, các bạn ấn vào chữ Bro này cho mình này. Ấn vào chữ Bro này cho mình. Các bạn bây giờ có thể được chọn cái ổ cài game khác. Ở đây mình sẽ cài ổ D nhá, thư mục game. Mình sẽ cài vào ổ D thư mục game. Và nó sẽ tự động tạo cho mình một cái folder nữa có tên là Chucho đây này. D thư mục game, Chucho, đó. Sau đó chúng ta ấn tích V vào chữ Z này. Đấy, ở dòng dưới cùng đây này, có chữ Z này. Các bạn tích V vào để đồng ý với những cái điều khoản của nó nhá. Sau đó các bạn insert cho mình để nó cài đặt. Đó, trong quá trình này nó sẽ cài đặt. Thì tất cả các game trên trang tải nhanh vn.com đều do mình up lên, thành ra là mình cũng làm cái video hướng dẫn nữa, thì thành ra là nó đảm bảo cho các bạn được là các bạn tải game trên trang channel tải nhanh vn.com ấy, trên website tải nhanh vn.com về ấy, đảm bảo 100% là chơi được nhé. Mình chơi được thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ chơi được, trừ khi mà các bạn không đủ cấu hình hoặc là không tuân thủ những cái yêu cầu trong cái mục support nhé. Các bạn phải đọc và tuân thủ tất cả những yêu cầu trong mục support cho mình. Thì ok, sau khi nó đã hiện cái bảng như này này, tích V đây này, thì tức là chúng ta đã cài đặt xong rồi. Và các bạn ấn vào later này, ấn vào cái mục low này, này. Đấy, để nó vào game nhé, để nó kết thúc cái quá trình cài đặt và cũng như là vào game. Thì đây là một cái game nó không cần crack đâu. Ok, để mình nhạc bên ngoài và cho nó nhỏ tiếng đi, cho nhỏ tiếng game đi để cho nó không bị vướng tiếng mic này. Đây, đây là trong game nhé. Đấy, các bạn có thể ấn đây này, đây là vừa vào game nó bắt chúng ta giải đố rồi. Chúng ta có nhiệm vụ là làm thế nào để cho cái con Chucho này thức dậy. Cái con Chucho tức là cái con da đen ấy, tức là cái con da đen vừa cầm dép ném đấy. Đây này, đây là chúng ta phải làm thế nào để cho cái con này tỉnh dậy. Thì ở đây, nó uống nước này vào.
Đó thì cái cách chơi nó như vậy thôi. Mình vào đến đây là mình đã chứng minh cho bạn cách chơi được rồi. Vì mình cũng đã điều khiển được những các nhân vật trong game, mình ấn nó đã có tác dụng trong game rồi, thì đảm bảo 100% là sẽ chơi được nhé. Thì các bạn cứ yên tâm mà tải game trên channel tảinhanhvn.com. Và các bạn có bất cứ thắc mắc nào thì cũng đừng quên comment xuống phía dưới nhé. Và nếu các bạn thấy cái video này hữu ích thì đừng quên cho mình một like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn tải và cài đặt thành công. Bye bye.